Hello các anh, hello các bạn, chào tất cả các anh em và các bạn đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Đây. Tiếp tục Moto Văn Nga sẽ review cập nhật những chiếc xe mới về để các anh em quan tâm xem chơi và có hợp ý lựa chọn nha. Moto Văn Nga bị mua bán xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng, thường thì những chiếc xe xài lướt đây. Đây là những chiếc xe xài lướt đẹp, và những chiếc xe không xài lướt thì những chiếc xe phải đọc và đặc biệt giấy tờ phải được rõ ràng sang tên mới được giao dịch mua bán ha các anh. Đây cái clip ngày hôm nay thì dành cho bé Triumph Spitting. Spitting thì ngày xưa thế hệ trước thì Spitting, còn hôm nay Spit ha. Rồi đây chiếc xe được đập thùng mới 2022, lăn bánh chỉ mới có 600 km mà thôi. Moto Văn Nga thường thì những chiếc xe xài lướt đúng không? Đúng nghĩa là những chiếc xe xài lướt không à. Các anh mà có tìm kiếm cho mình một chiếc xe qua sử dụng thì mà xài lướt thì xem qua nha. Rồi đây là chiếc Spitting 900. Hôm qua làm cái Spitting 1200. Hả? Tiền thân của chiếc cái tên gọi cũ là Street nha. Nay Spitting. Là chiếc xe được đập thùng 2022, đời 2022, quá mới luôn. Rồi mình xem qua ghi qua đại khái chứ còn nó mới tin à. Đó 636 km thôi các anh. Rồi quá mới luôn hả. Về xe thì chắc là không có gì để bàn nhiều đâu. Một dòng Spitting này thì dòng Classic nhỏ, cái tầm trung và nhỏ của nhà Triumph ha. Sau này thì mới năm rồi có ra, năm nay có ra dòng 400 nữa, nhưng đây là dòng 900 nha. Spitting thì bánh mâm so với những chiếc Classic như T100, T120 thì bánh căm, còn dòng này thì bánh mâm. Nó có chút thể thao hơn, bánh mâm mà. Rồi chiếc xe nè các anh, quá mới đúng không, quá mới. Song song với cái mẫu 900 phân khối là T100, và trong đó có một T120, 1200 phân khối, thì những dòng xe bán cực kỳ chạy với thị trường, với dòng xe của nhà Triumph. Đây những chiếc xe bán chạy nhất của hãng Triumph đây nha. À, chiếc xe quá mới nè, mới 600 cây còn bảo hành đến 2024. Xe này mua cuối 2022 và cuối 2024 mới hết bảo hành hả. Thế hệ mới của Triumph thì xài thắng dĩa heo Rambo hai các anh. Đó. Rồi cụm pha đèn ha, đèn dạng đèn halogen classic. Động cơ hai máy của nhà Triumph nổi tiếng trứ danh rồi ha, hai động cơ song song với nhau, động cơ 900 phân khối. Đây đây. Động cơ này tương đương với động cơ của chiếc T100 ha. Đây. Động cơ giải nhiệt bằng nước nha, đây các nước. Chiếc xe này mới tinh thôi, như xe thùng thôi, chưa có lên đồ chơi gì hết, quá mới luôn. Các anh em xem nè, các bạn xem nè. Thay vì đi mua chiếc xe mới thì nhìn qua chiếc xe này thử rồi lát nghe cái giá thử có hợp ý hay không nha. Nếu mà quá hợp thì mang về luôn trải nghiệm mùa Tết, xe biển số rồi sẵn hết luôn rồi. Đây, cái sự xích này nó còn cái phấn mới luôn nè. Chưa hề rửa, chưa hề rớt cái phấn mới của cái mỡ bò này luôn hả. Mới tinh, cái mỡ bò zin có như phấn vậy đó. Đây. Đây. Yên được cũng vậy ha các anh, các bạn. Xe này còn bảo hành hả ha. Mới 600 km thôi thì quá mới rồi. Không trầy xước, không ngã đổ, không tì vết gì hết.
Đây, quả mới nè. Nó không tì vết cũng không đúng. Ngay cái bô này. À, này chắc chà hết. Này giữa tường nè. Có dấu trầy ngay cái bô này nhẹ tí xíu nha. Nhẹ thôi, không có gì hết. Rồi, mình ghi có sao mình nói vậy. Tại cái bô nó dính ra bên ngoài có khi bị giữa tường thôi. Chứ không có gì hết. Rồi đây, cái thùng sân nè. Cái chữ Triumph nó có đường kẻ. Chỉ tem màu xanh đây hả? Đẹp, rất đẹp. Đây, spit tin đây nha. 900 phần khối. Rồi. Quá mới luôn. Không biết nói gì thêm nữa hết luôn. Thùng xăng màu bạc nhám nha. Màu nhám. Đây, cặp chìa khóa còn mới tinh. Đây, cặp chìa khóa mới tinh hả? À, nói về bảo hành thì còn nguyên mà dòng này thì có 2 mét chạy luôn đây run rod nè run rod ha 2 mét chạy đây mình là nổ máy các anh nghe ha. Quá là nhẹ nhàng, quá là nhẹ nhàng tình cảm luôn. Chiếc xe này nặng chỉ 198 kg thôi, nếu đổ đầy thùng xăng này 12 lít nữa thì lên đâu đó hơn 200 kg tí xíu nấy được nếu đổ đầy thùng xăng này hả. Còn nếu mà trọng lượng khô thì nó chỉ 190 mấy kg mà thôi. Chiều cao yên của chiếc này thì 765, thấp chứ không có cao. Rồi, một dòng xe nhẹ nhàng. Một dòng xe vô cùng nhẹ nhàng, dễ xử lý. Không có cái điểm nào chê với chiếc xe nào hết, mới xài lướt so vì các anh đi đập thùng xe mới thì mua ra tên xong nó tầm yếu 400, nó tầm 300 tám mấy đến 400. Còn chiếc này mới lăn bánh có 600 cây mà thôi, chiếc này có giá bán 310 triệu ha các anh. Xe mua mới tại hãng thì nhập khẩu hải quan chính ngạch nên việc công chứng mua bán rút gốc sang tên đi đâu cũng ok hết. Xe này biển số thành phố Biên Hòa, khi sang tên về đâu cũng thế 1% mà thôi à. Này có giá bán 310 triệu, chiếc xe lăn bánh 600 cây số, 636 cây số mà thôi. Quá mới, về chất lượng xe thì không có gì để bàn cãi nữa rồi. Mới tin thôi, mô tô bên Nga bán ra cam kết với các anh luôn. Rồi. Rồi, đã nói xong. Rồi, các anh có quan tâm thì lựa chọn nha. Thật sự quan tâm chiếc xe này thì hiện tại Spitin này đang có một chiếc duy nhất. Dòng 900 có một chiếc duy nhất. Dòng 1200 hôm qua có ghi một chiếc nữa rồi. Các anh có quan tâm chiếc nào thì trên góc màn hình mình có hai cái số điện thoại là 0933 891 954 và 0902 319 854 nha. Mô tô Vang Nga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Rồi, chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng, anh em, bạn bè đã quan tâm và ủng hộ Mô tô Vang Nga. Rồi, xin chào tất cả. Rồi, xin chào.